Dạ rồi. Hello, chào đại gia đình của mình, chào ông bà cô chú. Thì trên kênh gia đình anh, hôm nay ông bà nội của Ryan đi chia tay bạn bè rồi cả nhà. Ngày mai ông bà nội về Việt Nam. Sáng ngày mai ông bà nội về Việt Nam thì ông bà nội chia tay bạn bè rồi. Nên bây giờ gia đình của Chánh á, tính ra chuẩn bị đi ăn chực. Đi ăn chực vậy đó. Tại cô Liễu chú Hinh có nấu đồ ăn đó cả nhà. Gọi xuống là hai vợ chồng, kêu hai vợ chồng ba mẹ đi rồi hai vợ chồng xuống ăn chung cho vui anh ơi. Cô Liễu chú Hinh cũng buồn, cô Liễu chú Hinh ở dưới cũng có buồn lắm cả nhà. Có mình hai vợ chồng à, Kevin đi học, là Kevin, cô Liễu chú Hinh có một người con tên là Kevin, thì em mới đang đi học đại học, học về dược sĩ cả nhà. Đó, hy vọng sau này chắc cũng mong là Ryan là cũng được như vậy. Đi con. Ryan bây giờ biết mắc cỡ lắm không bà cô chú, mỗi lần mà cầm cái điện thoại lên là anh trốn à, với lại anh là sợ anh ngại sao. Mấy cái này là ông bà cô chú, hồi bữa có mấy ông mấy cô mấy chị á gọi điện Chánh ơi em mua mấy cái này đi, Chánh mua mấy chục cái dính dán khắp nhà rồi, góc chỗ nào có góc có cạnh, với lại mấy cái đồ che ổ điện nè, là người lớn mở được nhưng mà con nít thì mở không được đó, Chánh mua hết rồi, mua ụp vô hết chứ sợ Ryan đó. Ông bà nội đi mới đi chơi rồi đó mà cả nhà đã thấy nhà vắng hoe rồi chưa, chứ đừng nói gì mà ông bà nội về Việt Nam là cứ còn có hai vợ chồng Chánh thôi. Ngày mai ông bà nội về rồi chắc hai vợ chồng ở nhà cũng tự nấu ăn hả em? Tự nấu ăn rồi có gì mình quay cho ông bà cô chú xem sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Với lại định mua hải sản về nhiều cho mẹ đồ ăn được, nhưng mà review, nhưng mà cả nhà biết ông mẹ Chánh bị dưỡng tôm dưỡng cực kỳ nặng luôn. Nếu mà ăn tôm á mà ăn quá hai con ba con á là dễ bị nhập viện lắm, nhập viện dạ, là phải đi cấp cứu luôn không bà cô chú, emergency á rất là nguy hiểm. Đi con, bây giờ thôi cả nhà mình đi với gia đình Chánh, đi xuống nhà chú Hinh ha. Dạ đi anh ơi. Anh đâu ông chồng bà cô chú đi đã nấp không bà cô chú, thôi mình đi ba Chánh này, đi mình đi ba Chánh này, bỏ anh đi đi thôi hai vợ chồng thôi, ba mẹ đi ăn trực đây còn anh ở nhà nha, ba anh đi. Dạ đây ông bà cô chú ơi, đây là cái cảnh 5 giờ chiều ở bên Mỹ. Sắp tối rồi đó. Có xe đẩy cái ông chú đó bán kem á ông bà cô chú. Đó. Xin chào ông bà cô chú, đi mẹ dẫn đi nè. Cái đó là gì vậy ta? Đi mình đi chơi ít bự. Hello, chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú, đi mình đi ít bự nè, lẹ lên. Vậy con sợ con ngại gì à, con bà cô chú thương con quá trời đó, chỉ một câu nữa đó, một câu nữa rồi mình đi chơi ít bự nữa đi, chào ông bà cô chú đi, xin chào ông bà cô chú, ông bà cô chú, ông bà miết này sao anh ngại cái nha, không với lại ngủ dậy buổi chiều là nó mệt đó. Em thấy là lười lắm luôn á, kêu cũng không làm á, dở quá luôn, quá bé của bà dở quá anh ơi. Máy bay ồ máy bay con, đi vô nhà ông Hinh có cầu cầu. Đó, hai cha con giờ đi vô nhà ông Hinh cả nhà. Ừ, nhà chú Hinh thì nằm ở trên con dốc, dốc lại xuống dưới vậy nè. Còn nhà mình á thì dưới kia thì nó là ở dưới dốc, nhà nó là đầu chân dốc á. Gì con? À, quay chào con đi hả? Chào con đi. Thôi. Cứ đòi hả, tắt máy quay á thì cứ đòi chào con, chào ông bà cô chú. Ồ, cứ kêu là mẹ quay ình đi, mà quay á thì ình không chịu đây. Không chịu chào à, bây giờ sắp tới nhà của cô Liễu chú Hinh nè ông bà cô chú ơi. Dạ đó, đây là nhà chú Hinh nè ông bà cô chú. Dữ vậy hả ta, đây vô ăn chực, đi ăn chực mà làm ghê chứ không. Ông ơi, cô Liễu bà làm bà chịu khó chăm sóc lắm, cây cối lắm. Đó, mẹ Thảo bữa nay mẹ Thảo bận đồ sau nhu mì không cả nhà. Đó, ông Hinh là giờ là ông Hinh ghiền ra anh luôn rồi. Sợ hả con? Sợ. Em xuống đi vô chơi đây. Ok. Bác Hiền là món này ngon lắm nè. Ai? Đây là cô Liễu nè cả nhà. Mắc cỡ rồi ơi, mắc cỡ. Cái này là bác Hiền á, bác Hiền làm nè. Đây là bác Hiền mà cái bác mà làm phụ làm nhà với mình á, làm bột chiên.
theo kiểu Việt Nam mình đó cả nhà. Đó là bác Hiền là người Hoa. Ngon không chú Hình? Ngon. Con thử nha. Con thử nha. Chấm nước chấm bây giờ nó chấm ngon không? Mà nước chấm làm sao chú? Hả? Nước chấm làm sao vậy? Nước chấm hả? Ừ. Chấm bỏ chút xíu đường vô, bột ngọt vô, mình rồi bắt đầu mình đem đến khi nào nó gì ăn thì thôi. Nha. Em ăn thử bây giờ. Nhìn giống bột chiên đó anh hả? Ừ. Thì là cái đó là bột chiên mà. Rồi, cái này là cái là ngon nè. Nhưng mà như có chờ có thêm đậu phộng không ta? Hả? Có đậu phộng. Có đậu phộng. Cái này nếu mà cô Liễu làm á là có thêm là sữa nữa. Ủa vậy hả? Có tôm khô với lại. Ủa đúng, người Tiều mình là có thêm làm sữa nữa. Thảo cũng là người Tiều chứ bộ. Là sao? Nhưng mà không biết nấu không, nấu đồ miền đồ Hoa. Nấu đồ Việt cái gì? Không. Không nấu đồ gì luôn. Nấu đồ Việt được mà. Hay là nấu đồ Thái. Nấu đồ Thái. Thái, thế là đồ Thái luôn rồi. Ok không em? Giờ mới dám ra này, nó ngại gương mặt mắc cỡ này cả nhà. Ôi, tao cứ trong đồng cổ để mà ớn như vậy đó. Xuống ba mẹ. Bái lên. Ồ, chú Hình nè cả nhà ơi, nhìn là bữa cơm gia đình đầm ấm không? Đó, đây là cái gì? Thịt rim hả chú Hình? Thịt rim. Kè, cá khô ngon thích kè. Cá khô, cái này là cái gì ta? Quên tên rồi. À, tự nhiên chích thời cái quân nhang à. Canh này là canh canh bắp cải với lại Ủa chứ xin nhớ hồi sáng nghe nói là canh chua mà ta. Sáng có rót canh chua sao? Con nghe. Ồ con tôm. Đây cho con quay. Tôm. Đây nè cả nhà. Tôm. Tôm gì? Thì cả nhà thấy tôm đã không? Tôm này chú Hình làm đã không? Thử ạ. Tôm rim hả chú Hình? Người đầu bếp nè. Đó, bắt đầu giờ mới bỏ thịt lên tôm. Rất là bài bản nha. Mình làm vậy thì con tôm nó không bị bở phải không? Ờ, đại ca nhà này nấu ăn rất là bài bản luôn. Lúc nào cái bếp cũng... Lúc nào cái bếp cũng sạch tôm tức hết á. Lúc nào phải có đèn cầy. Chứ Hình là đàn ông nhưng mà làm bếp rất là sạch sẽ, còn tránh bày lắm. Ok anh, làm gì á anh, để coi, nó đứng giờ cũng phá cái tủ lạnh của Hình, ông Hình đứng bên, nó đứng bên. Làm như nhà của mình vậy đó. Giờ là ba mẹ đi xuống kia chia tay bạn bè rồi. Còn là mình với Thảo lên đi ăn trực nhà cô Liễu chú Hình. Sáng mai chở ba mẹ ra sân bay. Đó cả nhà nhìn thấy không, mâm cơm chú Hình bày ra nè. Đó, Hình cũng ngồi ăn cơm ngon không Hình? Dạ, dạ ngon. Mặt xạo không, mặt xạo đời không? Bà Liễu bà cưng lắm á, đây nè có rau. À có cá tổ nè, có cá kho tổ nè. Ủa, canh này canh gì vậy chú Hình? Canh chả cua phải không ta? Chả cua. Đây là canh rau nấu với chả cua với đậu hũ. Đó, rồi cá khô, khô dứa phải không ta? Khô dứa, không phải. Cá đường. Khô thiều. Khô thiều, khô cá thiều. Ủa lạ quá ta, khô cá thiều. Rồi tôm rim. Ok, thôi bây giờ cả nhà mình cùng vào bằng ăn với gia đình tránh với cô Liễu nha. Giờ mày đi chơi, bữa đi cái mình nó về. Rồi, ok. Vô bàn ăn thôi. À. Giờ bữa đi cái mình nó về rồi. Mời đại gia đình mình, mời cô chú. Em ăn thử đồ ăn chú Hình nấu, nhìn thấy bắt mắt không? Chú Hình thì đóng ngon nè. Trời, xạo ghê chưa? Thôi, chú nhìn thấy xạo ghê chưa? Xạo ghê chưa? Quá xạo luôn. Mời cô, mời chú. Mời em mời ăn đi con, ăn đi. Con cũng tự nhiên bán như nhà con vậy luôn ạ. Biết mà, mặn nó mới chơi được con. Ngon không? Ngon con. Ngon quá. Ăn gì đây? Cái gì đây? Ăn thử không? Khô con. Mời cho ăn thử nè. Cho ăn thử kìa. Nè thử đi. Nó hỏi cho nó. Nè. Ăn thịt, ăn cá. Nó hỏi cái gì là mình cho ăn cho. Bà bởi, nó không chịu ăn. Ngon quá. Có. Anh mang ăn được ba hả?
Con chả bông nè, con chả bông cho con ăn đi. Cái này cái gì quên rồi, cô giữ con quên nữa rồi. Cá khô thiều. Khô thiều. Mặn mặn ngọt ngọt ha. Rồi. Ăn bắp cơm cái này mà trời mưa hết cả nhà. Trời mưa chiên lên. Chiên lên. Cho giống đường bỏ vô. Ở dưới bàn tay là có trên trái chuối nữa. Đúng rồi. Trái chuối là miếng dưa hấu. Trời ơi. Mẹ ơi. Ăn dưa hấu lắm giờ, anh nhắc dưa hấu rồi, mẹ ơi, ăn dưa hấu rồi. Trời, tí nữa ba chở đi mua dưa hấu. Chút nữa chở con đi ha. Trời, mẹ mấy giờ nó mới đóng cửa ta. Đóng xuống. Muốn gì dạo không có cô chơi. Ủa, nhưng mà chở mẹ cho dưa hấu ra. Bữa em đi mua. Có lúc nào có không phải không? Thầm thầm rồi. Có dưa. Có hả? Dạ, bữa con đi có cô liệu. Quá. Ăn bạc đúng rồi, đúng tức là bữa ăn miền Tây luôn cả nhà. Ngon ngon ăn quá. Ăn ngon đây. Tránh được cái may mắn á là người miền Trung. Nhưng mà lấy vợ á, mẹ vợ miền Tây, vợ là người Hoa, cô Liễu ở với cô Liễu chứ anh đó, là cô Liễu cũng là người miền Tây lai Hoa luôn, nên cái đồ ăn á, đồ Hoa cũng được ăn. Cái khẩu vị miền Tây ăn cái nào cũng được. Mà miền Trung chắc cũng được, mà miền Bắc chắc ăn cũng được. Chú Hinh thì là người Huế. Sau khi bà Chánh nói biết mọi người thôi rồi á, sau khi nói là nhưng mà Chánh là Mỹ chứ ta không Mỹ. Nói chung là gì Chánh ăn không được đó. Cuối cùng Chánh thấy thằng người rất là yên lành đau. Con dễ ăn mấy gì ngon nghe nè. Ăn đi. Chánh chú Hinh. Con dễ ăn mấy gì ngon nghe nè. Ăn đi. Em ăn đi. Khỏe. Ngon quá. Thấy không? Ăn mà cùng hợp khẩu vị với nhau á. Nấu ăn nó sướng. Dễ hợp à. Ngon quá. Giấy tờ Thảo về là chắc con cho đây, con Thảo với Ren về Việt Nam chơi thăm bà cố, ai cũng nhớ hết rồi. Nhớ mà điến người vậy đó. Bà ngoại ảnh cũng nhớ. Bà cố cũng nhớ. Muốn đẹp hơn. Muốn anh đẹp hơn. Muốn anh đẹp hơn hả? Muốn anh đẹp hơn. Vậy đó hả? Khổ anh hơn. Tự đâu nó mũi gì mũi nó đẹp nhất chứ. À mẹ con nhìn. Anh tên thiệt là gì ta? Tiết Huyền. Tiết Huyền. Đúng rồi. Con tên gì? Anh tên gì? Đó, anh tên Thiện. Ông bà cô chú. Thiện mấy tuổi? Thiện mấy tuổi? Thiện mấy tuổi rồi Thiện? Thiện mấy tuổi rồi? Không mấy tuổi rồi. Thiện mấy tuổi ta? Mấy tuổi? Mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi. Anh tên Thiện, anh 2 tuổi, anh là Huỳnh Chí Thiện, 2 tuổi. Ông bà con chú thấy không? Giỏi không? Quá ghê. Con thích ăn cái thịt à. Chú Huỳnh cắt nửa mỡ nửa đạt này nè. Kho lên ăn á, nó vừa miệng. Mà miếng thịt không to mà mỡ vừa. Mà nạc cũng vừa. Làm nhớ mở nước suốt, thấy không? Ngon. Ngon. Có đậm đà, nó có một cái vị hậu ngọt ngọt. Thấy không? Chuẩn. Chuẩn mấy kiểu. Ở miền Tây mùa mưa có lẽ hành miền Trung như vậy ha, mà rồi cá kho về cái dĩa rau sắm vậy, cái chân cứ chấm vô ăn, chấm ăn. Cả còn cao lưng mỹ vị hết. Mà là, ngon. Này là của cô Mười đi Việt Nam về cho cô. Cô nhớ không? Hồi lúc mà mẹ con đẻ bò, cô bò á. Mẹ ăn thịt kho vậy nè. Với mà bỏ nhiều tiêu á. Ăn ngon con ăn bà, mẹ bà ngoại nấu sẵn cho cả nhà ăn luôn. Hành mà thấy ngon dễ sợ. Đúng rồi. Chấm với cái đầu hành luộc á cô Liễu. Thường ôi con nói ăn nó ngon. Có chỗ ăn đậu hành thêm ha, có chỗ ăn hẹ ha, có chỗ ăn hành, có chỗ ăn hẹ. Dưới miền Tây thì ăn hẹ. Con thấy có hẹ nước á, con chưa ăn được cây hẹ nước. Này tự nhiên nó cầm một tay trái kìa. Dạ, nó quay tay trái, con tập tay phải lại nó cũng bị tay trái. Kệ đó. Nó phát triển não phải. Không sao đâu. Mỹ á, nó cũng vậy đó. Con cầm tay trái, nó để cho cầm tay trái nè. Không cần phải sửa. Chấm với cái đậu hành ăn ngon ghê chú ơi. Nghĩ sao?
nghe mẹ nói mà cô chưa ăn. Chú chưa dặn đồ hành, chú ăn nhiều lắm mà. Đồ hành là phải luộc lên nha. Đúng rồi. Nó ngọt cũng vậy. Nó ngọt. Hà cũng vậy. Nó ngọt cái chấm với cái này mà nó cay cay mà nó mặn mặn á. Ăn cơm đã thiệt. Tính là mình ăn tôm hùm, ăn cua hoàng đế, ăn bất cứ gì cũng không bao giờ qua cái nồi cá kho. Nó chỉ mấy kia đó chỉ là ngon nhất thời, ngon cái lúc đó thôi chú anh à. Đúng rồi. Ăn cắp mẹ mãi mãi. Nghe nước là anh có TikTok không? Đúng rồi, anh có TikTok phải ăn. Nên như ăn chay gì? Nói ăn chay vậy mà. Đó. Biểu diễn ghê lắm. Anh có một vùi nè. Ý, anh có một vùi kìa. Xấu quá. À, em uống quá no nê luôn cả nhà. Anh có một vùi nè. Trời ơi, chọc quê ông Huynh hả? Chọc quê ông Huynh hả ta? Chọc quê ông Huynh, Huynh quýnh chết. Mẹ có một vùi. Ba có nút rồi không? Ba giữ đâu có đâu. Có đâu. Anh ba có nút rồi không? Ba có nút rồi. Ba có một mặt nút rồi luôn nè. Quá trời luôn. Cục gùi, anh kêu một cục gùi. Cục gùi. Ông Hên. Ông nội có cục gùi nữa hả ta? Có không ta? Ông nội có cục gùi không? Có. Trời ơi. Ông nội có ngay cái mũi. Ông nội có cục gùi, mẹ Thảo có cục gùi, ông Hên có cục gùi, vậy là ba không có cục gùi đúng không? Dạ đúng. Ba có không? Không có, ba không có, đúng luôn. Cảm ơn đại gia đình của mình đã theo dõi cái video hôm nay của Chánh và gia đình nha. Hay cái video hai vợ chồng đi ăn trực. Đây, đi qua ăn ké mà ăn nhiệt tình lắm cả nhà. Ăn ké mà ăn đảm bảo nhiệt tình luôn, ăn cẩn thận luôn, không chừa thứ gì. Cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều. Hẹn đại gia đình mình ở những video tiếp theo của gia đình mình nha. Bye bye.